cần, các anh cứ bỏ can thận cho tôi thôi nha. Kê đơn theo đối pháp lập phương à, đi vào bốn vị thuốc khu phong trì thấp, bởi vì muốn bỏ kinh ở bên ngoài cho nên muốn phải khu phong trì thấp. Hai vị thuốc tán hàn, hai vị thuốc hoạt huyết. Một vị thuốc hành khí, hai vị thuốc bổ can huyết, hai vị thuốc bổ thận dương, hai vị thuốc bổ thận âm và hai vị thuốc điều hòa. Đấy. Có thể 5 phút nha. Anh nghỉ cho tôi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.